Bữa nay con có gì nè? Cộng gì lạ hả? Này là cao lầu đó mợ Thanh, mình nấu cao lầu ăn nha. Rồi, để tao uống hết chén nước này rồi tao nấu cho mày ăn. Cho ké miếng cơm luôn nha. Cắn trốn đã. Cái này phải leo lên lầu cao ăn nó mới đúng.